Như vậy thì ở trong cái phần assignment giai đoạn của chúng ta nè, nó có một cái câu số 1 là nhập vào một số nguyên và kiểm tra số đó có phải số nguyên hay không. Thì chúng ta cũng có hiểu, nếu như mà các bạn một số người thì nói là đây là đề sai, bởi vì khai báo cái số nhập vào đã là số nguyên rồi thì kiểm tra số nguyên nữa là vô lý. Thì ok, những người phản biện như vậy cũng có lý. Như vậy nếu mà chúng ta muốn cái đề nó tốt hơn thì chúng ta nhập vào một số bất kỳ, thì chúng ta đổi tí xíu, cái số này chúng ta thay bằng plot, là nhập vào một số bất kỳ và kiểm tra số đó có nguyên hay không. Ví dụ khai báo kiểu plot nhưng mà 8 là số nguyên mà nhập vô 8.2 thì không nguyên. Đó, đó là một cái đề chúng ta sửa lại. Hai, đối với bài này chúng ta để nguyên đề như vậy, chúng ta cũng có thể làm được ở chỗ là chúng ta vẫn khai báo x là integer nhưng mà chúng ta nhập vô là 8.2, 8.5, thì lúc này chúng ta báo ra là các bạn nhập không phải số nguyên, hãy nhập lại chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì tùy theo cái hướng mà chúng ta làm đó. Thì đối với lại một cái đề, khi các bạn đọc, đôi khi tại vì mình không biết được cái người ra đề, mình không gặp được cái người ra đề thì mình không hiểu được ý, thì mình cứ hiểu theo ý của mình, làm sao mà mình học tốt là được, không chứ không nhất thiết là phải nói đề sai đề đúng đó. Như vậy thì giả sử bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán này, và các bạn làm trên một cái project đó nha. Các bạn làm nhớ làm trên một project duy nhất. Và tất cả các câu của assignment là làm trên một project duy nhất. Nếu mà ai làm hai cái riêng biệt, khi mà mở lên các bạn mở ra hai file C thì khỏi chấm. Tất tần tật mọi câu làm trong một file C thôi. Tức là một project thôi. Như vậy ở đây giả sử thầy để là mã số là 00 BS18300 bình ASM, ví dụ như vậy. Rồi chúng ta sẽ có cái folder để chúng ta làm cái project cho cái bài assignment giai đoạn của mình. Và ở trong này thì các bạn sẽ tạo ra các cái chương trình con và các bạn để ở phía trên cái tên thôi, để cho khi nhìn vô thầy có thể quản lý được là bài của bạn đang viết có bao nhiêu chương trình con. Tuyệt đối không viết code ở phần phía trên main, mình thống nhất luôn. Còn các bạn có tìm được cái code ở đâu đó, có ai hướng dẫn thì cũng phải tự đổi lại. Đó là quy định ha. Như vậy thì chúng ta thực hiện chức năng 1. Trong chức năng 1 này chúng ta sẽ kiểm tra có phải là số nguyên hay không. Như vậy tùy theo cái hướng mà chúng ta làm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ void chức năng 1. Mở đóng ngoặc. Rồi, xuống dưới này chúng ta sẽ viết chức năng 1 gì đó thì viết. Chức năng 1. Rồi trong chức năng 1 này chúng ta sẽ viết cái gì? Trong chức năng 1 này thì chúng ta sẽ có là kiểm tra số nguyên tố và có phải số chính phương hay không. Số chính phương là số làm sao ta? À, căn bậc 2 là một số nguyên. Đó, căn bậc 2 là một số nguyên thì nó là số chính phương, hoặc là tìm có một số nguyên nào đó mà bình phương lên bằng nó thì là số chính phương. Thì có hai cách để chúng ta làm. Chúng ta dùng cái max để chúng ta lấy căn bậc 2 và chúng ta kiểm tra cái căn bậc 2 đó là số nguyên. Thì đây, cái này là lý do tại sao người ta đưa cái câu ở trên đó. Đưa vào một số kiểm tra nó là nguyên hay không nguyên. Đó, như vậy thì thầy sẽ viết theo cái hướng này. Phải không? Khai báo cái số
ít đưa vào là số thập phân, và xuống dưới kiểm tra cái số thập phân này có nguyên hay không nguyên. Được chưa? Như vậy cái hướng giải quyết của chúng ta rất là hay. Thì khi mà các bạn đọc đề, kể cả khi mà mọi người đọc đề, mọi người cứ bàn chỗ này sai, nhưng mà quan điểm chỗ này thì chúng ta sẽ viết cái chức năng một. Nhưng mà để viết chức năng một thì thầy sẽ viết một cái hàm, thầy viết một cái hàm ở trên này, thầy sẽ khai báo thêm để mà thầy sử dụng được cái STD pool, pool nhé, pool chấm h. Thì dưới này thầy sẽ khai báo một cái hàm là kiểm tra số nguyên, kiểm tra số nguyên chứ không phải là số nguyên tố ha. Đưa ra vào đây một cái plot x, đưa vào đây một cái plot x và chúng ta kiểm tra cái plot này là nguyên hay không nguyên. Rồi như vậy theo các bạn cái số plot này nguyên khi nào? À phải không? Sao mình biết? Mình kiểm tra bằng cách nào? Kiểm tra bằng cách nào để mình biết số này nguyên hay không nguyên? Ví dụ 8.0 mà mình ép nó qua kiểu nguyên thì nó bằng mấy? 8. 8.5 mà ép qua kiểu nguyên bằng mấy? Bằng 8. Vậy thì khi mà mình ép một số thập phân qua kiểu nguyên mà bằng lại chính nó thì số đó là sao? Là số nguyên. Được chưa nào? Như vậy thì chỗ này chúng ta chưa có làm gì hết. Chúng ta sẽ thử nè. Chúng ta sẽ có một cái biến in a bằng, ép nó qua số nguyên, bằng in của x. Thử coi. À, chỗ này chúng ta cứ return đi. TURN. Return to. Rồi. Chúng ta ở trên này chúng ta sẽ gọi cái hàm mà kiểm tra nguyên. Kiểm tra bằng kiểm tra số nguyên. Mình đưa vô đây 8. Thử coi. Dịch. Rồi. Ủa? Full này là gì quên rồi. Hả? Ừ. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra pool của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ debug vô đây để chúng ta xem thử là cái A của mình nó trả về số mấy, và mình sẽ thêm một cái nữa. Kiểm tra mình sẽ bằng, mình lấy A bằng bằng x, mình kiểm tra thử xem là nó trả về true hay false. Mình phải quản lý được cái code của nó, sau đó thì mình mới đi viết cụ thể ha. Ví dụ như chỗ này kiểm tra 9.5 mình sẽ làm hai lần. Rồi ok. Rồi như vậy ở trong này mình sẽ kiểm tra thứ nhất là A. Thứ nhất là x. Mình lấy x ra.
Rồi sau đó A. Rồi sau đó KT. Rồi. Như vậy thì chúng ta có 8 0. Chúng ta đưa x vô bằng 8 nè. 0 nè. Và kiểm tra tất nhiên lúc đầu là bằng false, rồi kiểm tra chưa có. Chúng ta net line A bằng 8. Kiểm tra true. Rồi ok. Như vậy đó là số nguyên. Chúng ta sẽ quay qua kiểm tra 9.5. X bằng 9.5. Y bằng 9. Đúng không? Và chúng ta kiểm tra nè. Kiểm tra xem thử x A bằng x có đúng không? Sai. Như vậy đúng ý của mình chưa? Đúng ý rồi. Như vậy mình sẽ viết một cái chương trình hoàn thiện nè. Như vậy vô đây thầy viết hơi dài dòng, nhưng nếu chúng ta viết gọn lại, nếu chúng ta viết gọn lại, nếu mà chỗ này nè thì các bạn sẽ return kiểm tra, thì chúng ta đã kết luận được là số mà chúng ta đưa vào là nguyên hay không nguyên. Nếu như bạn nào muốn gọn hơn nữa, thì chúng ta sẽ return gì? Int của x bằng 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 x. Hai lệnh này không cần hết. Lấy phần nguyên ép nó qua nguyên mà bằng chính nó thì là true, còn nếu không bằng là false. Như vậy thì lệnh của chúng ta rất là gọn, còn không thì các bạn quay trở lại làm từng bước. Return KT. Được chưa nào? Tùy theo cách các bạn viết. Như vậy chỗ này thầy tạm thời thầy ghi chú thôi. Còn ở đây thì chúng ta sẽ return in của x bằng bằng x. Rồi xong. Rồi ok. Như vậy chúng ta đã có cái hàm kiểm tra số nguyên. Vậy chúng ta đã làm xong một phần của chức năng 1. Bây giờ chúng ta qua chức năng 2, chức năng 3 luôn đi. Chức năng 3 luôn. Để nó liên quan đến cái phần nguyên này cái đã. Còn cái số nguyên tố tí nữa chúng ta làm. Nhập vào x và kiểm tra x có phải là số chính phương hay không. Nếu x là số lẻ có số chính phương không ta? Hả? Nếu mà một số chính phương là số làm sao? Coi kỹ cái khái niệm số chính phương. Chứ còn nếu mà x vô mà số mà số chính phương, ý của thầy là số chính phương là số mà không phải là số nguyên có số chính phương không? Số chính phương thì chúng ta chỉ có những số nguyên bình phương lên đúng không? Là số chính phương. Như vậy trước tiên chúng ta nhập vào x thì kiểm tra x nguyên cái đã. Nếu mà x nguyên thì mới là số chính phương, còn x không nguyên là kết luận không phải luôn. Rồi, cái thứ hai là cái số đó có căn bậc 2 là số nguyên. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái hàm pool kiểm tra số chính phương của x. Tùy nếu như mà các bạn đưa vô số nguyên cũng được, bởi vì số chính phương thì chúng ta đưa số nguyên đi. Số nguyên x. Bởi vì đưa vô số nguyên thì chúng ta chỉ kết luận số nguyên thôi. Rồi. Như vậy ở chỗ này chúng ta muốn biết được là số x này có phải chính phương hay không thì có phải là chúng ta lấy căn bậc 2 của nó mà kiểm tra cái căn bậc 2 là số nguyên thì là gì? Thì là chính phương. Vậy căn bậc 2 là gì? S Q R T của x. Đây là căn bậc 2 đúng không? Cái hàm mà kiểm tra số nguyên của mình có chưa? Kiểm tra số nguyên của SQRT
thì có phải là kiểm tra xem căn bậc 2 của x có phải là nguyên hay không. Nếu là nguyên thì x là chính phương, nếu không nguyên thì x không phải. Rồi, và chúng ta chỉ cần làm gì? Xong. Nếu như bạn nào mà không viết được ngắn gọn như vậy thì chúng ta sẽ làm rất là nhiều cách. Đúng không? Chúng ta sẽ for y chạy từ 1 cho đến x chia 2. Nếu y nhân y bằng x thì return chính phương. Rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ làm một cái bài chính phương 2 ha. Kiểm tra chính phương theo cách 2. Chúng ta cũng là kiểm tra số chính phương nhưng mà theo cách 2. Theo cách 2 là cách rất là cổ điển, dùng vòng lặp for. Bạn nào hiểu cái code nào thì làm code đó, và hiểu là phải giải thích được, đúng không? Phải tự code lại được. Chứ còn nếu mà thầy ơi, thầy làm ở trên video hướng dẫn thì tất nhiên là em làm vậy, không lẽ thầy cho 10 điểm, đúng không? Thì em làm hết code thiệt, nhìn vô là em làm 100% code thiệt, mà không lẽ đứa nào cũng 10 điểm, được chưa? Cho nên 10 điểm hay 5 điểm hay 1 điểm là tùy các bạn cái mức độ hiểu. Còn thầy dạy hết á. Rồi, ok. Như vậy với cách số chính phương 2 thì chúng ta sẽ có là chúng ta đi mò. Chúng ta gọi là đoán mò. Vậy số chính phương, ví dụ như số 4 thì chúng ta xem 1 bình phương lên có không? 2 bình phương lên không? Có. 2 bình phương bằng 4, dừng. Ví dụ như số 9, 2 bình phương không có, 3 bình phương, 3 bằng phương bình 9, dừng. Ví dụ số 10, 3 bình phương không có, 4 bình phương không có, 5 bình phương không có, dừng được chưa? Dừng được rồi. Bởi vì bản thân là nếu số chính phương là chỉ cần đến 3, đến 4 bình phương mà không được là dừng rồi chứ không cần đến 5 luôn. Phải không? 10 thì chắc chắn là không thể là qua 4, là bởi vì 4, 16 rồi. Thì kiểm tra 5 làm gì? Kiểm tra 6 làm gì? Đó. Cho nên là chúng ta sẽ tìm điểm dừng. Vậy điểm dừng tốt nhất là đâu? 1 là x chia 2. 2 là x căn bậc 2. Căn bậc 2 là tốt nhất. Còn không mình cứ chia 2 đi. Đỡ suy nghĩ. Ha. Chúng ta sẽ có một cái biến in y để cho nó chạy. Nó làm chỉ một. Và for y bằng 0, có cần bằng 0 không ta? Chắc từ 2 đi. Số 1 có phải là số chính phương không? À, 1 là số chính phương nè. Trong này nó vẫn đưa là 1 là chính phương. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ 1 chấm phẩy y nhỏ hơn x chia 2. Chạy đến đây được rồi. Chạy đến x làm gì? X chia 2 là nhiều lắm rồi, đúng không? Đó, chấm phẩy y cộng cộng. Rồi, nếu như trong trường hợp, nếu như y nhân y, hoặc là bạn lấy y bình phương, bạn dùng power y 2, ha, power y 2 cũng được. Nếu như y bình phương mà bằng bằng x, nếu y bình phương mà bằng bằng x thì làm sao? Return true. Bởi vì đây là số chính phương, đúng không? Nếu trong vòng lặp mà không tìm thấy y nào bình phương bằng x cả thì ra ngoài chúng ta sẽ làm gì? Return false. Bởi vì nguyên cả cái vòng lặp này mà không tìm thấy một cái y nào mà để cho y nhân y bằng x thì rõ ràng số x này không phải là chính phương. Ví dụ số 10 đi. 1, 2, 3, 4, 5 đều không có y nhân y bằng 10. Thì có phải là nó kết thúc vòng for không? Kết thúc vòng for thì nó xuống đây. Xuống đây thì nó return là false. False tức là số 10 không phải là chính phương. Còn nếu mà giả sử x là số 9 thì sao? 1 không được, 2 không được, 3 được không?
3 được là vì 3 nhân 3 bằng bằng 9. Và nó return true. Return true thì nó có chạy xuống đây không? Không. Nó đã return là nó kết thúc luôn ký 9 phương 2 rồi. Cho nên không có. Rồi, đó là cách để kiểm tra số 9 phương. Và ở đây nếu như bạn đã từng viết một cái kiểm tra số nguyên rồi thì bạn tận dụng lại cái hàm đó, là mình làm theo cách một là gọn gàng ha, mình làm theo cách một rất là gọn. Như vậy thì ở chỗ này, trong cái hàm main này, chúng ta sẽ nhập vào một cái x và chúng ta kiểm tra có phải là số chín phương hay không, thì chúng ta sẽ đẩy vô cái chức năng một đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra số nguyên tố. Kiểm tra số nguyên tố. Số nguyên tố. Số nguyên tố thì chỉ có số nguyên thôi, chứ không kiểm tra số thập phân. Cho nên chúng ta đưa vào x. Kiểm tra số nguyên tố của x. Thì cũng tương tự như vậy, bài số nguyên tố này có rất nhiều cách để chúng ta làm. Rất nhiều cách. Và cái mà đơn giản nhất là gì? Số nguyên tố. Số không phải là số nguyên tố là số là sao? À, nếu như số nguyên tố là chỉ có 1 và 9 nó. Còn số mà không phải số nguyên tố là có thể chia cho những số khác 1 và 9 nó. Vậy thì cái hàm mà kiểm tra số nguyên tố cơ bản nhất thì chúng ta sẽ for y bằng mấy? Y bằng mấy? Tại sao không phải bằng 1? À, chắc chắn là chia hết rồi. Mình kiểm tra vô là mình lầy luôn. Bởi vì vô cái kiểm tra là bằng, là chia hết luôn. Thành ra mình cũng không biết là nó là nguyên tố hay không. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ for y. Và y nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn x chia 2. Tại vì 10 không thể chia hết 11 đi. 11 không chia hết cho 5 thì chắc chắn không chia hết cho 6. Bởi vì nó đã không chia hết cho 2 rồi. Nó đã không chia hết cho 2 thì chắc chắn không thể chia hết cho 6. Mà đã đến 5 là dừng được rồi. Kiểm tra 6 còn chi nữa. Kiểm tra đến một nửa thôi. À, bởi vì một số nó chỉ có khả năng chia hết cho một nửa số đó. Còn một số mà lớn hơn một nửa thì tất nhiên nó chia hết 2, 3 rồi. Không thể là chia một số lớn hơn được. Cho nên chỗ này chúng ta chỉ cần for đến x chia 2 là đủ. Và y cộng cộng. Rồi, nếu sao? Nếu gì? Nếu x mà chia hết cho y bằng không, x phần trăm y bằng không thì sao? Số này nếu mà nó có một số mà chia hết cho một số bất kỳ bằng không thì số này có phải là nguyên tố không? Return false. Ở trên này là return true trước, return false sau. Còn ở đây là return false trước, phải chú ý nha. Hôm sau nhiều khi thầy hỏi á, tự nhiên trên này true dưới này false, trên này false dưới này true là sao á. Rồi. Rồi return true. Như vậy thì nếu trong cả cái vòng lặp for này mà không tìm thấy bất kỳ một cái số nào chia hết thì return true. Tức là không có. Tìm rồi mà không có ai á, return true. Rồi. Và nó có một cách nữa là chúng ta kiểm tra số nguyên tố bằng đệ quy. Đệ quy. Đó. Rồi, nghiên cứu thêm cái phần đệ quy giúp thầy. Bạn nào làm được đệ quy, hiểu được đệ quy thì chúng ta làm rất là tốt, khuyến khích các bạn. Như vậy, chúng ta đã làm được chức năng 1. Bây giờ giả sử ở chỗ này, trong này chúng ta
trong hàm main này thầy sẽ làm một cái menu, chúng ta làm hai chức năng thôi, quay cái này chúng ta khá là quen thuộc rồi ha. Chúng ta sẽ làm một cái menu. Các bạn cố gắng thiết kế một cái menu làm sao cho nó đẹp đẹp để nhìn cho nó vui tính, vui vui mắt ha. Rồi. Rồi chức năng chúng ta chọn số 0, thoát chương trình. Số 1, chức năng 1. Số 1, chức năng 1. Rồi xuống đây, xịt n xịt n và chúng ta sẽ chọn chức năng, chọn chức năng, và ở trên này chúng ta sẽ khai báo một cái biến chọn chấm phẩy scan phần trăm d chọn, và chúng đây ở đây sẽ chọn chọn cái gì, nếu như chọn bằng 0 exit 0 bằng 1 chúng ta sẽ gọi chức năng 1. Chức năng 1. Rồi trong cái chức năng 1 của chúng ta, trong cái chức năng 1 của chúng ta thì gì? Tự nhiên cứ trong đầu thì nghĩ mà tay thì gõ. Print cái nhập chức năng từ từ 0 đến mình có 4 chức năng, 5 chức năng gì đó, 10 chức năng, thì các bạn chọn từ 1 đến 10. Được chưa? Thì các bạn thêm chức năng vào, bởi vì mình làm cái bài này là bài assignment giai đoạn 2 thì có khá nhiều chức năng. Rồi, trong chức năng 1 chức năng 1 nhập vào một số, kiểm tra nó là số nguyên hay không, số nguyên tố hay không, số chính phương hay không. Như vậy thì chỗ này chúng ta có thể tách ra, phải không? Tách ra. Chúng ta nhập vào lúc đầu chúng ta sẽ khai báo cái plot x phẩy intn. Rồi chúng ta sẽ ghi ra, nhập vào một số để kiểm tra số nguyên, để mình, tại vì mình tách hai cái này ra mà, nhập vào một số để kiểm tra nó là số nguyên hay không nguyên. Rồi ở đây chúng ta sẽ scan vô gì, scan vô x, và x này kiểu plot
cho nên là chúng ta dùng phần trăm f x. Rồi chúng ta sẽ xuất ra, nếu như mà kiểm tra số nguyên của x là đúng thì chúng ta ghi ra đây là số nguyên, còn không thì thôi. Vậy nếu kiểm tra số nguyên của x, nếu kiểm tra số nguyên của x rồi thì chúng ta sẽ in ra đây là số nguyên, còn không. Các bạn chú ý chỗ này nhé, print đây không phải là số nguyên. Rồi như vậy thì nếu như các bạn code mà chỗ này chỉ có một lệnh đơn thì chúng ta không cần mở đóng ngoặc nhỏ, một lệnh ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình lên và chúng ta sẽ kiểm tra thử cái số nguyên của chúng ta. Chấm phẩy. Chấm phẩy. Chấm phẩy. Ủa sao quên chấm phẩy hoài? Kiểm tra số nguyên số chín phương. Kiểm tra số nguyên SQRT của S. À, thiếu. Chức năng 1. Rồi, không có nói chuyện. Công. Như vậy chúng ta đang gọi chức năng 1. Và chúng ta nhập vào một số, ví dụ như là 6.7. Đây không phải là số nguyên. Rồi, ok. Chọn chức năng 0. Phát chương trình. Rồi, như vậy thì các bạn sẽ kiểm tra lại và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện tiếp một số chức năng khác. Ví dụ số nguyên tố. Ví dụ số nguyên tố thì chúng ta sẽ nhập vào một số và chúng ta kiểm tra số nguyên tố. Đây, đây không phải là số nguyên. Xịt N. Nhập vào một số, kiểm tra số nguyên tố. Lý do tại sao chúng ta phân biệt chỗ này? Tại vì ở trên chúng ta có thể nhập vào một số thập phân, còn ở dưới này là chúng ta nhập vào một số nguyên đi ha. Chúng ta ghi là nhập vào số nguyên rõ ràng luôn. Thì chỗ này chúng ta sẽ nhập vô N. Chúng ta sẽ nhập vô đây N. Kiểm tra số nguyên nguyên tố N. Và đây là số số đây là số nguyên tố, đây không phải là số nguyên tố. Đó. Như vậy thì chúng ta dùng cái hàm kiểm tra số nguyên tố của N, nếu đúng đây là số nguyên tố, còn không là không. Và chúng ta cũng có thể sử dụng tiếp một cái hàm if nữa. Một cái hàm if nữa, hoặc là chỗ này
chúng ta sẽ đưa cái n vào, số phần trăm d là số nguyên tố phẩy n, đó mình đưa vô luôn. Số phần trăm d không phải là số nguyên tố phẩy n, mình đưa luôn cái n vô, mình xuất ra nhìn cho nó dễ nhìn. Và tương tự chúng ta cũng lấy số này để chúng ta kiểm tra nó có phải là số chín phương hay không, thì chỗ này của chúng ta sẽ là kiểm tra số nguyên tố của mình là cái này, kiểm tra số nguyên tố của mình là kiểm tra số nguyên tố là cái hàm này, kiểm tra chín phương. Bây giờ chúng ta kiểm tra chín phương một trước đi. Kiểm tra chín phương, nếu như nó là số chín phương không phải là số chín phương. Rồi, ok, chúng ta đã kiểm tra xong. Chức năng 1, chúng ta nhập vào một số 7, đây là số nguyên. Nhập vào một số nguyên, ví dụ như mình nhập 8, 8, 9, 8. 8 không phải là số chín phương, 8 không phải là số nguyên tố. Rồi mình nhập vô một số 9, 9 là số chín phương, 9 không phải là số nguyên tố. Đó. Nhập vô số 11 không phải là chín phương, 11 là số nguyên tố. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được cái chức năng 1 của chúng ta. Đó, đó là chức năng 1 ha. Như vậy trong bài chức năng 1 này có khá nhiều cái phần chúng ta phải viết. Được chưa nào? Rồi các bạn xem, nếu mà mình làm rồi thì theo cái cách làm của mình, còn nếu không không làm được, không chưa làm thì các bạn có thể tham khảo code của thầy, nhưng mà code lên phải hiểu, code lên không hiểu là chưa có công của các bạn được nửa điểm, công code được nửa điểm, 5 bài code được 2 điểm, 2,5 điểm, 2,5 điểm pass chưa? Rồi như vậy thì chúng ta đã có được cái bài số 1. Ha, các bạn xem thử là chức năng 1 của assignment giai đoạn 2 của chúng ta.